Chào, công ty Inno xin làm một video hướng dẫn cách cài đặt kết nối với thiết bị của hãng AppliSense qua phần mềm Dropbox 2. Thì để kết nối với thiết bị với phần mềm Dropbox 2 thì ta phải sử dụng module USB hạt, chuyển đổi từ hạt sang USB hoặc là Bluetooth. Thì khi mà ta đã có bộ chuyển đổi rồi, kết nối được với máy tính thì chúng ta sẽ phải cài đặt cái cấu hình là cái con đúng với cái con mà chúng ta đã kết nối. Thì ví dụ ở đây là tôi kết nối cáp với máy tính cáp USB, chuyển đổi từ hạt sang USB và có con là con 3. Thì ở đây thì tôi sẽ chọn đây là con 3 và tôi nhấn OK. Sau khi mà ta kết nối được rồi thì ta nhấn vào cái kính lúp này là tìm kiếm để nó quét các cái thiết bị. Thì sau khi quét thì chúng ta thấy là nó đã quét được một thiết bị với ID là 2164504 với có địa chỉ address là 0. Sau khi chúng ta có thể chúng ta để quét hết hoặc là chúng ta trong lúc quét chúng ta đi kết nối một con thì nó không có quét các địa chỉ khác nữa. Thì thường thường là sẽ có địa chỉ từ 0 cho đến 15. Thì đây tìm ra rồi, ta nhấn OK. Sau khi nhấn OK thì phần mềm sẽ đọc các cái giá trị cũng như là các cái biến rồi thông số mà chúng ta đã cài hiện tại trên cái thiết bị Different Resource này. Thì thiết bị mà tôi kết nối máy tính đây là thiết bị APR2000ALW, thiết bị Different Resource cảm biến đo trên app của AppliSense. Thì sau khi đã kết nối thì nó đọc được các cái biến của thiết bị theo một thông tin của thiết bị, có thể tên cũng như là ID, rồi phần mềm, phần cứng của thiết bị cũng như là các cái giá trị về series của sensor ha. Thì cái này là các cái thông số để ta đọc tiếp theo thôi. Ta có thể thay đổi được các cái mã khác, có mã mà những cái ô mà nó trắng trắng này ta có thể thay đổi được, nhưng mà cái này là cũng không có cần thiết. Thì đầu tiên là có một giới thiệu về ta, và cái mục thứ hai là ta có thể là gửi vô cái thiết bị đó, đọc xem trong thiết bị có cái tag hiện tại là tag với độ mô tả và tin nhắn, không có gì tao thể viết vô trong cái phần để nó lưu trữ trong cái thiết bị của chúng ta. Cái này cũng không có cần phải cài cũng được. Cái tiếp theo là cái process variable, đây là cái xử lý cái quá trình ha, đây là các cái biến xử lý quá trình. Thì cái mục này cũng chỉ để cho tao xem thôi, tao có thể là continuous reading, có thể đọc và cái chị tức thời từ thiết bị. Thì ở đây thiết bị là do tôi không kết nối vô hệ thống nên là nó cũng chỉ là không có cái áp suất gì vô hết. Cái này là để đọc các giá trị trực tiếp, ví dụ như dòng, phần trăm, rồi áp suất. Cái này cái giá trị, cái biến như là nhiệt độ, rồi nhiệt độ của cái thiết bị của chúng ta. Thì ngoài ra chúng ta có thể là xem được mở cái cửa sổ của màn hình. Nếu tôi nhấp vào đây, đó là chúng ta để cái mục này ra theo dõi. Rồi chúng ta có thể chép vô các cái mục như là dòng hay là phần trăm hay là các cái giá trị đo được đó, để chúng ta theo dõi. Cái này cũng có thể là import nó ra cái giá trị mà nó đo được. Đó là cái mục mà để xem như lưu trữ cái dữ liệu bằng khi kết nối với phần mềm Dropbox. Thì cái mục tiếp theo đó là mục tuyến tính. Mục này là nó đo được cái dòng của chúng ta, đo liên tục nãy giờ nó đo là toàn là 40 mA thôi, nên là cái đường thẳng ở đây. Nếu chúng ta mà có áp suất khác thì nó sẽ đo khác. Chúng ta có thể lưu cấu hình lại. Mục tiếp theo là bây giờ hiện tại là video trước là tôi giới thiệu là cách cài đặt các cái thông số để mà cho thiết bị ứng dụng TP để đo mức. Nên là trước đó tôi có cài là mét nước, chúng ta thấy không? Thì khi mà kết nối phần mềm chúng ta có thể thay đổi dễ dàng đây, không cần phải nhấn nút rất là nhiều thao tác thì mới chọn được. Thì thiết bị này có thể chuyển đổi qua các cái giá trị chúng ta cần đo. Ví dụ như tôi chuyển qua là millibar, để chuyển qua millibar đây, millibar.
một ngày là chúng ta là linear regression, ví dụ như đó suốt regression cũng như là ta set được cái range low range value này hoặc là upper range value, thay vì trên dùng phím nhấn ta cài rất là nhiều thì đây nó sẽ thay đổi. Ví dụ như ta chọn đây là không, đây là ví dụ như là 50 mA, thì mức trên là mức dưới của nó để nó tiến tính ra 420 mA thôi. Ở này là thời gian nó tiến theo, thay chỉnh lớn nhỏ gì theo ta cần. Thì sau khi mà chúng ta đã xét cái thông số này thì chúng ta bấm vào write parameter thì nó sẽ ghi, nó sẽ giao nó đưa xuống thiết bị, thay vì nữa này nó kêu là cái giá trị span nó quá nhỏ à. Thì chúng ta khi mà chúng ta chọn lựa chọn một cái thiết bị á, thì chúng ta cũng thấy thấy được là cái giá trị mà xét mà nhỏ nhất á, thì chúng ta xét phải lớn hơn cái giá trị nhỏ nhất đó. Ví dụ như tôi lên website tôi coi cái model mà APR 2000 này, APR 2000 ALW, chúng ta sẽ thấy được thì chúng ta tìm cái datasheet của thiết bị. Thì thiết bị của hãng Aprisen là có độ chính xác là 0.075 ha, có thể là chính xác đến 0.05 nếu mà chúng ta yêu cầu. Thì chúng ta xem datasheet của thiết bị, khi mà chúng ta chọn RAM chúng ta cũng chú ý đến cái phần là đây, khi mà chúng ta chọn RAM chúng ta chú ý đến cái phần là min set RAM. Ví dụ như cái thiết bị mà chúng tôi đang kết nối đây á, là loại từ 100 kPa, còn đến 100 kPa đây thì cái min set range mà thấp nhất là 50 mB, là không được dưới 50 mB, chúng ta set trên thì sẽ được đó. Thì khi mà chúng ta chọn một cái khoảng render này thì chúng ta cũng chú ý đến là cái mà span mà chúng ta cài được thấp nhất là bao nhiêu à. Ví dụ như là chúng ta muốn đo một cái khoảng từ 0 đến 1 13, thì ta, nếu mà ta chọn cái loại này thì ta có thể set nó nhỏ xuống lại được là đến 50 mB, thì còn mà nhỏ hơn nữa thì nó không được. Vì thế nên ở đây tôi chọn ví dụ như 130 rồi, 0 đến 130 mB lên rồi, ta viết vô phần mềm thì phần mềm nó sẽ tự động nó đổ vào cái chương rồi, nó không báo lỗi ha, đổ vào cái chương trình của chúng ta. Thì khi đó là thiết bị của chúng ta là đã set được cái range là từ 0 cho đến 100 mB, nhưng mà đây là cái loại mà từ 0 cho đến 13, tức là 1000 mB, nhưng mà tôi có thể set được lại xuống nhỏ được, nhưng mà nhỏ không quá là 50 mB đó. Thì là nên khi mà chúng ta chọn mua thì chúng ta có thể chọn một cái range nó lớn hơn, nhưng mà để chúng ta có thể set được cái nhiều cái range đó khác nhau, nhưng mà chúng ta chú ý đến cái phần mà min min set range này, tức là nó không có cho là cách nhỏ quá cái span đó, cái độ mà tương ứng với áp suất ở 20 mA. Thì sau khi chúng ta cái này thì chúng ta đã có thể đã thay đổi được. Ví dụ như ta chọn chuyển qua lại đo mức thì ta chọn, ví dụ như ta chọn mili nước, mm nước cũng là đo level này vẫn là mm rồi, thì ta chọn đây thì thay vì là 1000 một mét nước thì ví dụ như ta chọn là 3000, tức là 3 mét, ta ghi vào. Thì lúc này màn hình của chúng ta sẽ chuyển thành đơn vị là mili mét nước. Ok, còn nếu mà video này là hướng dẫn về đo là đo lưu lượng, nên là chúng ta sẽ không có, chúng ta sẽ đo là đo áp suất, vì cái thiết bị của chúng ta là cái range đo là từ 0 đến 1 bar, ta chọn là 0 đến, ta chọn đơn vị là 3 hoặc là mili 3 áp suất trên màn hình. Đây là chọn 3 đúng theo cái kia, và bắt buộc chúng ta phải chọn là square root function, nhớ là phải chọn square root function cái gì lưu lượng. Và cái phần trăm này mà từ 0.8 chúng ta có thể tăng lên cái phần trăm mà nó bắt đầu từ cái điểm đo lưu lượng á, thì cái bên lưu lượng này như chúng ta không thay đổi cũng được. Thì bây giờ đến là cái áp suất của chúng ta, thì là thiết bị của chúng ta là từ 0 đến 1 bar, mà chúng ta để vậy thì anh chúng ta để đơn vị là mili bar này, tại vì chuẩn bị lên từ 0 đến 1, chọn đây 0 và đây là 1003. Chúng ta cũng có thể thay đổi theo một cái range mà chúng ta biết được là trong đường ống của chúng ta là bao nhiêu để mà theo cái lưu lượng cũng được.
ví dụ như là chúng ta biết trong đường ống của chúng ta là áp suất mà để đo lưu lượng nó là từ khoảng từ 0 cho đến 230 thôi, chúng ta 200 mm thôi, chúng ta xét là 0 đến 200 mm, chúng ta sẽ ghi vào cái thiết bị. Sau khi ghi vào thì chúng ta một cái bước quan trọng đó là chúng ta phải qua cái thằng LCD này, LCD để mà hiển thị cái giá trị mà ví dụ như là mét khối trên giờ, thì bắt buộc ta phải cái phần LCD 2 này, phần LCD 2 này chính là cái phần mà bên góc phải của màn hình hiển thị cái giá trị đơn vị đó. Bình thường nó hiển thị là mili bar hay là mét khối nước ha, mét nước. Thì bây giờ chúng ta không có chọn theo cái là cái biến mà chúng ta đã cài, tức là cái đơn vị chúng ta đã cài, nhưng mà chúng ta phải sử dụng là user set range. Thì khi mà ta chọn user set range á, thì ta thấy là cái mục phía dưới là upper low range và user upper range nè, nó sẽ cho nó sáng lên và nó cho ta cài đặt. Tức là bây giờ là ta muốn màn hình nó hiển thị theo cái giá trị mà chúng ta tự cài đặt. Thì ta biết là áp suất á, cái mà đo dB trên áp này mà để đo lưu lượng á, thì bình thường ta phải đặt theo nhà máy để cái thiết bị nó đi theo cái orifice trên đường ống, thì thiết bị thì nhà máy người ta họ đã cài sẵn. Còn nếu bây giờ chúng ta thay thế cái dB không á, mà không cái flow cái orifice của chúng ta mà chúng ta không thay đổi, thì chúng ta phải biết trước đó là ứng với áp suất vừa nãy chúng ta cài upper hay là upper range nè, vừa nãy chúng ta cài này, tương ứng với cái áp suất mà trước đó là bao nhiêu, thì cái lưu lượng bằng bao nhiêu, tức là ở không mà 0 mm thì tương ứng với chắc chắn là ở bên lưu lượng là không rồi, nhưng mà ở tương ứng với cái áp suất 200 nè, thì khi nó qua cái orifice đó là cái lưu lượng của nó là bình thường trước đó là nó bao nhiêu, thì chúng ta sẽ xét vào đây. Đây thì ví dụ như ta chọn cái đơn vị ta muốn là cái đơn vị là tên gì cũng được, ví dụ như ta chọn là khối hay chữ gì cũng được, mà bây giờ ví dụ ta chọn là cái lưu lượng thì chọn là ví dụ như M3 mét khối việt h mét khối trên giờ. Thì bình thường ta thấy là đối với cái range đó là nó là không cho đến ví dụ như là 15 khối trên giờ, thì đây nó không, chúng ta có thể thay đổi sang là 10 khối trên giờ, tức là cái này á, là nó sẽ tuyến tính theo cái 4 đến 20 mA không đó, là cái giá trị áp suất nè, thì áp suất trên đây nè, bên cái mục parameter này nó cũng tuyến tính theo là cái 4 20 mA đó, để mà 40 mA thì tức là áp suất này được chừng này á, áp suất mà bằng không á, thì nó sẽ xuất ra ao ra 40 mA, và áp suất mà nếu mà nó tác động lên á, là 200 mm cái độ trên áp á, thì nó sẽ là tương ứng với 20 mA. Thì ta biết được là cái 4 đến 20 mA đó nó xuất ra thì nó tương ứng với cái giá trị mà cái đơn vị này ta cần. Ví dụ như ta mét khối trên giờ, ví dụ như ta 0 đến 10, nhưng mà nếu mà ta lít trên trên giây hay gì đó, thì ta sẽ đổi lại là tương ứng với 4 mA hay là 20 mA, thì nó bao nhiêu thì ta kết đây. Thì sau khi mà ta xét như vậy á, sau khi mà ta xét như vậy á, thì rồi cái khúc này chúng ta có thể chọn lại là cái dấu chấm sau dấu chấm bao nhiêu, ví dụ như là cái thấy giá trị chúng ta là 15 khối chấm 0001. Thì chúng ta sẽ chọn 2 chấm. Rồi sau khi chúng ta chọn, nhớ là khi mà thiết bị lưu lượng thì bắt buộc phải chọn chỗ này, và cái thông số quan trọng nữa là chúng ta phải chọn là square root function, và ở đây chúng ta chọn đơn vị 3 để chúng ta cài đặt cái giá trị trên dưới của áp suất để xuất ra 4 20 mA, 4 20 mA tương ứng với bao nhiêu cái lưu lượng này chúng ta đã biết trước đó để chúng ta hiển thị. Rồi sau khi chúng ta cài hai cái này, drive vô thiết bị, thì sau khi chúng ta drive vô thì chúng ta nhìn trên màn hình chúng ta sẽ thấy được là cái thiết bị chúng ta bây giờ đang đã hiển thị là mét khối trên giờ đây ha, đúng theo cái đơn vị mà chúng ta cần đo đó. Thì đó là cái cách mà để mà cài đặt ứng dụng cái thiết bị để đo đo dB, để đo là đo lưu lượng. Thì tôi xin nói lại là để đo mức á, thì bắt buộc chúng ta chọn đơn vị mức, xong rồi chúng ta hoặc là áp suất á, thì chúng ta chọn là linear function. Còn lưu lượng chúng ta phải chọn square root function. Tại sao chúng ta phải chọn cái đơn vị này? Bởi vì cái đơn vị này á, là khi mà chúng ta ứng dụng cái dB này đo trong trong
trong lưu lượng á, thì khi mà cái tín hiệu nó ra nó không có tuyến tính theo cái giá trị 4 đến 20 mA, tuyến tính liên tục là đường thẳng, mà nó là theo cái dạng hình hình cong parabol nên căn bậc 2, nên bắt buộc ta phải chọn là cái square room function này thì nó mới xuất ra 4 20 mA tương ứng với cái lưu lượng, cái độ lớn của lưu lượng ha. Thì đây rồi ta phải xét lại cái giá trị lưu lượng trong cái đường ống mà chúng ta cần đo á, là trong cái khoảng là áp suất bao nhiêu, ví dụ như áp suất mà những khách hàng yêu cầu bao nhiêu đó, và để nó tương ứng với 4 20 mA. Sau đó chúng ta qua cái mục LCD, chúng ta chọn lại cái đơn vị mà chúng ta cần đo, thì chúng ta thay vì variable thì chúng ta chọn là user range để chúng ta hiển thị cái đơn vị mà chúng ta cần muốn đo, và cái chúng ta cài cái giá trị mà theo cái đơn vị này, mà theo cái giá trị 4 mA, tức là 4 mA tương ứng với bao nhiêu cái lưu lượng này, và 20 mA tương ứng với bao nhiêu cái lưu lượng này, thì chúng ta write vô, chúng ta sẽ đo được thiết bị. Và thiết bị chúng ta đã đo được là lưu lượng. Rồi, có thắc mắc hay bất cứ câu hỏi nào xin vui lòng liên hệ đến công ty luôn. Xin chào.